Linh Mục Thục đang tự cho mình cái quyền ngồi xổm lên pháp luật và đi ngược lại sự phát triển của quê hương. Dự án WHA tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc đã được quy hoạch đẹp đẽ để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội cho quê hương, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhân dân trong vùng. Để thực hiện dự án này, đã nắn con đường cũ mà thực chất là lối mòn giữa cánh đồng thuộc đất công không phải diện đền bù với chiều dài 520m, rộng 3,5m, đã được thay thế bằng một con đường mới đổ bê tông khang trang với chiều dài 740m, rộng 6,5m, có đèn điệu chiếu sáng, có vỉa hè 1m, cảnh quan hiện đại, sạch đẹp, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2019 để phục vụ nhu cầu dân sinh. Thế mà mấy năm nay, với sự hằn học chống phá chính quyền của Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã cấu kết với Linh Mục Nguyễn Ngọc Ngữ và đang lôi kéo chức sắc, giáo dân ở đây chống đối, ngăn cản việc nắn đường và thi công dự án WHA, mặc dù đã được thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý và đảm bảo nhu cầu dân sinh cho nhân dân. Trong một diễn biến mới nhất, số chức sắc cực đoan này lại tiếp tục kích động giáo dân, tập trung đông người đến ngăn cản thi công tại hiện trường và kéo lên xã Nghi Thuận để lăng mạ, xúc phạm chính quyền, ngăn cản người thi hành công vụ. Điều này cho thấy số chức sắc cực đoan đang cố tình mượn cái cớ phi lý này để chà đạp lên pháp luật và chính công cuộc ấm no cho người dân nơi đây. Ngày 20 tháng 5 năm 2022, chính quyền huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức buổi đối thoại với người dân để lắng nghe những ý kiến và nguyện vọng của người dân về con đường liên xóm thuộc quy hoạch khu công nghiệp WHA, thông báo những chủ trương và kế hoạch liên quan phát triển dự án kinh tế WHA. Tuy nhiên, Linh Mục Nguyễn Đình Thục khi tham gia đối thoại lại liên tục livestream mạt sát, chửi bới chính quyền, kêu gọi giáo dân xứ Bình Thuận kéo nhau lên như đi biểu tình, chỉ đạo một số con chiên thân cận liên tục kích động người dân trong cuộc đối thoại, như sẵn sàng đối đầu và triệt hạ, chết cũng phải giữ đường. Có lẽ mang danh cha xứ quá lâu nên Nguyễn Đình Thục đông ra ảo tưởng sức mạnh trong đời thực. Tham gia phiên đối thoại hôm nay với tư cách cá nhân, nhưng hắn lại liên tục dùng giọng điệu cha xứ để dò hỏi, bắt dạo giáo dân, muốn biến cuộc đối thoại thành buổi rao giảng đạo. Khi bị vị chủ trì nhắc nhở về quyền lợi và trách nhiệm liên quan thì hắn bẽ mặt, tỏ thái độ, đung đung bỏ về và chỉ đạo giáo dân phải về hết, không đối thoại gì nữa hết. Có lẽ hắn quên rằng, ngoài nhà thờ giáo xứ nơi hắn ở ra, ngoài những con chiên được hắn tiêm nhiễm mất khả năng phân định đúng sai, hắn chẳng là gì cả, chỉ là một tên linh mục đã mất phẩm chất, phát ngôn lỗ lăng, chỉ là một người bị xã hội căm ghét vì tu đạo, nhưng lại hành động đi ngược lại đạo mà thôi.